chưa? Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay giao lưu với lại anh em ở Quảng Ngãi nha. Thì cái chiếc xe này nè, một người em từ ở dưới Quảng Ngãi. Quảng Ngãi lên đây bao nhiêu tiếng em? 12 tiếng đi xe là nó bằng Phú Yên luôn đúng không? Đúng không? Là bằng Phú Yên. Ủa Quảng Ngãi gần Phú Yên không ta? Anh xa hơn nữa. Hồi đó anh nhớ anh ra Phú Yên cũng 10 tiếng á. Ừ đúng rồi đúng rồi. Đó thì em ở từ Quảng Ngãi lên đây để mua một cái con xe đó gọi là CR15. Thì giao lưu anh em Quảng Ngãi luôn ha. Nói gì nữa ta? Thì cái con xe này thì nó vậy rồi. Em nó cũng test hết rồi. Đó thì đi từ Quảng Ngãi lên đây có mệt không? Hả? Mệt. Ngại hả? Thôi đồ nói chung là anh em mình là giao lưu hết rồi. Thì như mỗi con xe này á thì bây giờ em vô đây thì thằng em nó mua hay lắm, nó mua trúng mấy con xe ở biển ở Quảng Ngãi luôn. Thì bây giờ chỉ ra anh em mình sẽ làm hợp đồng mua bán. Đồng mua bán xong rồi mình sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ chở anh em ra bến tàu, ra một cái bến tàu để gửi con xe này ra tàu. Rồi xong rồi mình về đây. Về đây anh sẽ cho người chở em ra bến xe để em về quê em luôn. Đó vậy là hợp lý, vậy là xong. Là xong em đã có con xe. Quảng Ngãi là 76 đúng không? Quảng Ngãi là 76, biển số xe 76. Quảng Ngãi là 76. Đây con này là hai chìa đầy đủ. Thì em phải giữ một chìa xài, còn một chìa em cất. Nếu như mà em để hai chìa vậy á là nó sẽ chạy lung lay nó bị chạy cái phần ghi đông á. Mất công mình dặm sơn đồ lại đúng không? Thấy không? Hiểu rồi gì? Rồi mấy cái hồi nãy anh dặn em là anh dặn hết rồi. Bây giờ chỉ về là giọt thôi. Đó. À, đề máy chơi đi, đề máy phát rồi khai trương giao lưu anh em Quảng Ngãi. Lỡ về đó rồi gặp anh em rồi dễ chơi. Nên anh em coi kênh YouTube nè. Về đó có gì giao lưu đấu kiếm. Đó, đề lên. Này ở Quảng Ngãi nha, anh em mô tô Quảng Ngãi thì qua giao lưu với lại anh em. Đề em phát là lên. Ngon là nạt miếng. Đó. Rồi, ok. Rồi cảm ơn em đã từ xa tới đây ha. Từ xa tới đây để mua con xe thôi đó anh em. Thì con này thì đồ chơi nó đầy đủ rồi. Chống đổ trước, chống đổ sau, gác chân, bảo vệ đầu đèn. Nó đầy đủ. Thì hôm nay mình sẵn tiện là mình về luôn một cái em CB300 nè. Xe này thì còn bảo hành chính hãng. Hai chìa khóa zin. Hai chìa khóa CB đâu rồi? Hai chìa khóa CB đâu? Nãy mới thấy đây mà. Đây đây. Còn bảo hành chính hãng, hai chìa khóa zin. Đây hai chìa khóa chưa có sử dụng gì nhiều đó. Đó, Ura 7000. Đồ chơi nè, gồm có chắn gió nè anh em nè. Đó. Rồi ghi đông này gọi là carbon đúng không? Carbon nè. Đó, rồi tiếp nè. Cổ bô titan nè, lên cổ titan này khỏi cần sợ bám đồ, nó dễ chà rửa hơn ha anh em ha. Lại đẹp thẩm mỹ hơn, dễ chà rửa hơn. Bảo vệ các nước nè, rất là chắc chắn luôn. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bô của con 300 này. Thì 300 thì sẽ lực hơn cái 150 nha anh em. 300 nó sẽ lực hơn 150 một xíu. Anh em sẽ cảm nhận được. Đó, anh em sẽ cảm nhận được liền. Đó, mình sẽ qua 150 cho anh em nghe. Thì nó gấp đôi phân khối mà. Đó. Đó. Anh em sẽ cảm nhận được liền là 300 sẽ mạnh hơn. Và cái con này á, khi anh em chở người phía sau hoặc là anh em đi lại trong thành phố rất là ok. Anh em mình đã nói rất nhiều về tiêu hao nhiên liệu của nó thì nó không có hao nhiều đâu. Tại vì nó một máy 300 của Honda nữa thì anh em khỏi cần phải lo về cái vấn đề xăng cộ ha. Nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. Nó hao hơn con R15 tầm, con này tầm ba mấy cây lít à. Rồi tiếp theo là có phanh ABS trước sau hai kênh nè. Đó, phanh ABS trước sau hai kênh thì rất an toàn cho anh em đi lại trong thành phố. Rồi một cái nữa là ngồi rất là thoải mái. Cái dáng ngồi của con này á, anh em ngồi lên nó cực kỳ thoải mái luôn. Anh em không có sợ lăn tăn gì mà mỏi tay mỏi lưng rồi nha. Tiếp theo cái phần đèn thì đèn led rồi, không cần phải nói rồi. Con này mình review rất là nhiều, bây giờ chỉ nói về cái cảm giác lái anh em thôi. Thì con này á, 300 của Honda thì nó ok. Nói về mạnh thì chắc chắn nó không qua thằng MT03 rồi. Tại mấy thằng kia nó hai mấy á, nó chạy ngọt lắm, hơn là những con một mấy.
Nói thì con này mới còn bảo hành chính hãng, con này mua chính hãng luôn nha anh em. Còn giấy bảo hành đồ đầy đủ không? Không. Con này biển số thành phố Hồ Chí Minh 59A3. 59A3 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thì nhớt nha, con này ăn ít lắm. Nói chung con này anh em có thể mua về đi làm, đi chơi, đi phượt luôn. Nó tiết kiệm xăng, một máy tiết kiệm xăng. Đó, anh em coi bình xăng là dán keo nguyên con luôn. À quên báo giá cho anh em, con này hiện tại mình đang bán là 95 triệu nha anh em. 95 triệu luôn. Đó, keo hiện tại là đang dán keo nguyên con. Mình bán xe là giá tốt nhất cho anh em nha, không có vụ mà bớt hay là gì đâu nha anh em. Anh em coi giá được thì mua thôi. Đó, về em này luôn đó, lâu lâu mới có thằng em này nè. Nói chung em này đi chơi, đi phượt, đi đồ rất ok. Con này mà đi Đà Lạt thôi rất là đã. Thứ nhất là tiết kiệm xăng, thứ hai là ngồi rất là thoải mái luôn anh em. Ngồi cực kỳ thoải mái luôn á. Nói chung là ngồi giống như là với lại một cái kinh nghiệm mình chở người phía sau nói là ngồi y như con SH vậy. Nó êm lắm, nó nhẹ nhàng lắm, nó thoải mái lắm. Đó, ngồi chạy đi rất là đã. Nó nói chung là nhẹ nhàng, thoải mái. Nói chung là một con mô tô cực kỳ tiết kiệm. Anh em nào là muốn đi phượt xa thì lên cái chợ sáng nữa, nằm đâu đây nè là ok rồi. Đó. Rồi vậy nha. Đó, giới thiệu sơ sơ cho anh em gửi còn CB300 này thôi. Rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi giờ anh em mình chiến đấu đúng không? Bây giờ anh em mình là chiến đấu, là anh em mình đi ký giấy xong rồi đi gửi xe về xong chở em về Quảng Ngãi luôn. Ăn cơm không? Em ăn cơm luôn đi, ăn miếng cơm. Ăn hồi nào? Nãy em đi nhà. Sao nắm tay lâu vậy? Nắm tay giống như là rồi, là nãy em qua nhà bạn em lại mang rồi đúng không? Đó, từ dưới nhà. Hôm qua anh nhắn cho anh em kêu lên sớm thì ở đây ngủ luôn, ngủ rồi sáng đi ký giấy. Trời ơi, đi khuya sáng khuya sáng tới đây. Nói chung là ở đây cái gì với chỗ ngủ cũng được, cho anh em ngủ dưới xe luôn. Nói chứ thường thường mà chưa anh mệt á, anh nằm đây ngủ dưới chung với xe luôn á. Ngủ đây thoáng. Đó, rồi cảm ơn anh em ở Quảng Ngãi nha, nhất là cảm ơn em, mà thứ hai là cảm ơn những anh em ở Quảng Ngãi đã xem kênh YouTube của mình. Không những anh em ở Quảng Ngãi mà những anh em ở nhiều nơi khác nữa ta cũng tới đây ta ủng hộ mình đó. Thì chỉ có một cái là một cái bất tiện cái là anh em ở xa thì anh em đi đường hơi xa thôi, nhưng mà một cái mình khuyên anh em rằng một cái nè, mình mua con xe tiền chục triệu thì nên tới để xem nó đi. Như mình cũng khuyên em á, nên tới để xem nó tận mắt. Ví dụ không phải là mình, ví dụ là một nào khác đi, anh em cứ kêu gửi xe ra đó thì người ta gửi một con xe anh em không mừng ý sao, thì anh em khó chịu khó đi. Mình nói em mà thôi bây giờ vé vô xe đây là 500.000, vòng đi là nhiêu? 450. Gì? 450 là đi từ đó vô đây. Sao cao vậy ta? Giường nằm một người hả? Xe VIP hả? À thì xe thường chỉ 200 mấy đúng không? Đó, thì anh em đi xe thường 200 mấy, ngày em đi xe VIP là khác nha. Thì đồng đi vòng về 500.000 thì anh em có thể coi được chiếc xe. Anh này không bông thì đem về lại, nó chỉ tốn anh em có 500.000 thôi. Nhưng mà anh em kêu mà gửi ra luôn á thì lỡ người ta gửi một chiếc xe không bưng ý của cho anh em sao, đúng không? Nên vô đây sẵn ký giấy mua bán rồi luôn cho nó dễ luôn. Đó, rồi ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Đặc biệt là thằng em Quảng Ngãi đây đó, cảm ơn anh em ở xa đã tới. Chúc anh em nhiều sức khỏe.